đó, vào chiều tối qua, tại thủ đô Viên Chăn, Chủ tịch nước đã đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và kiều bào ta đang sinh sống tại Lào. Tại cuộc gặp gỡ với cán bộ, nhân viên sứ quán và bà con Việt Kiều, Chủ tịch nước đã thông báo về kết quả hội đàm cũng như những nội dung chính của năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 35 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mối quan hệ Việt-Lào là mối quan hệ được thử thách qua gian khó trước đây, cũng như kể cả trong giai đoạn sau này. Tuy nhiên, càng khó khăn bao nhiêu lại càng khẳng định sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào. Nhờ có sự tin cậy chính trị cao độ mà hợp tác phát triển kinh tế, thương mại hai nước có những bước tiến đáng kể. Việt Nam đứng thứ ba về đầu tư và thứ hai về kim ngạch thương mại tại Lào. Tuy vậy, những kết quả đó vẫn chưa tương xứng với mong muốn của lãnh đạo và tiềm năng hai nước. Những cái đường nét mà phát triển hợp tác hai bên rất rõ ràng. Làm thế nào mình tiếp tục phối hợp với bạn để tháo gỡ? Một mặt là động viên, cổ vũ, thúc đẩy các cái đơn vị Việt Nam được phân công hoạt động trên tất cả lĩnh vực trên đất Lào. Mặt thứ hai là cũng kịp thời phát hiện để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Vướng mắc do phía mình nó gây nên, do phía bạn gây nên, tức là phối hợp nhau như người trong nhà để mà tháo gỡ cho được. Chủ tịch nước lưu ý các cán bộ, nhân viên sứ quán cần luôn tâm niệm lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn tức là giúp chính mình. Chủ tịch nước mong muốn Sứ quán Việt Nam và cộng đồng kiều bào đang sinh sống tại Lào, với vai trò là cầu nối, sẽ góp phần làm sâu sắc và bền chặt hơn mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, xứng đáng với mong muốn của thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Cũng vào chiều tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyason và Phu Nhân đã tổ chức quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phu Nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam.